Thưa quý vị, chúng ta có một thí sinh từ lớp của Gia Bảo, đó là bé Mai Cát Vi. Ở những tuần trước thì chúng ta đã rất ấn tượng với sự thông minh, duyên dáng cũng như là sâu sắc của cô bé này trong những cái tiết mục mà cô bé dự thi. Trời ơi, con bị tật tôi nhở, con không có nhảy được. Bây giờ mà có chuyện giá không tụi mày, để mà người ta thương hại, người ta mua nhiều. Hay là mày muốn, tao lấy cái cây dao, tao chặt cái giò của mày, cho mày thành thiệt. Mày chọn cái nào hả? Bạn nói sao? Bạn không có tiền hả? Trời ơi, bạn mượn tiền tôi mà nó đóng trả hả? Tiền của tôi á là tiền để ra tiền, không phải là cái tờ giấy mà bạn không trả cho ông Thông không nha. Đọc tiền đi liền cút luôn. Mấy bạn á, có tin là tôi tới nhà mấy bạn, tôi cào cái nhà của mấy bạn ra không hả? Còn các Quy này á, dám nói là dám làm đó nha. Nhưng mà rất tiếc vì lý do sức khỏe, Mai Cát Vi đã không thể nào tiếp tục đồng hành cùng với chương trình. Mai Cát Vi đã có gửi lời xin đến chương trình là cho bé được rút lui. Vì vậy sẽ không có sự góp mặt của bé trong đêm thi này. Đó là một điều đáng tiếc cho lớp của thầy Gia Bảo, cũng như là gây lên một sự tiếc nuối cho những ai đã từng yêu mến cô bé dễ thương này.